Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi để theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, cùng quý vị nhớ ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ đặc biệt cho chương trình tin tức buổi tối của chúng tôi. Đây chính là Yaomava Resort and Casino ở San Manuel với 6.500 máy kéo có luôn cả bài băng và lạc ngay ở trên con đường quý vị đi Big Bear, cách Orange County chỉ có 1 tiếng lái xe mà thôi. Kính mời quý khán giả nhớ ủng hộ nha. Và kính thưa quý vị cũng có thể theo dõi chương trình tin tức buổi tối của chúng tôi ở trên Facebook cũng như trên YouTube VNTV. Nếu quý vị theo dõi trên YouTube, xin bấm vào cái chữ ghi danh hoặc là chữ subscribe để mà quý vị trở thành subscriber. Sau đó thì bấm vào cái chuông để YouTube có thể gửi đến cho quý vị những cái tin nhắn báo rằng ô, chúng tôi đang có video clip mới được upload lên để quý vị có thể theo dõi ngay. Rồi tiếp đến nữa, nếu trên Facebook thì xin bấm vào chữ follow hoặc là cái chữ theo dõi để vào Facebook cũng có thể gửi cho quý vị một tin nhắn để báo rằng là chúng tôi đã có upload lên cho quý vị cái video clip mới để quý vị có thể theo dõi nhanh nhất các chương trình của đài. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, Belarus đã tố cáo lính Ukraine đã xâm nhập lãnh thổ của họ. Chủ tịch Hội đồng An ninh Belarus đã cáo buộc Ukraine triển khai các nhóm trinh sát và phá hoại xâm nhập vào lãnh thổ Belarus. Các công trình kỹ thuật đang được thi công dọc theo biên giới của Ukraine và Belarus đã bị gài mìn và đã dựng nhiều chướng ngại vật. Các nhóm phá hoại và trinh sát đang hoạt động. Họ xâm nhập lãnh thổ Belarus, đó là lời của Trung tướng Alexander Vovovich, Chủ tịch Hội đồng An ninh của Belarus đã tố cáo trong ngày 22 tháng 5. Ông nói thêm rằng Ukraine đang tập trung các đơn vị quân đội rất là đông dọc theo biên giới và giới chức Belarus ước tính có khoảng 10.500 binh sĩ của Ukraine đóng quân ở khu vực tỉnh River, phía tây bắc của Ukraine. 4.500 người lính tập trung ở phía đông gần tỉnh Chernihiv và khoảng 5.500 người ở khu vực miền trung, bên ngoài thủ đô Kiev. Bộ Quốc phòng của Belarus ngày 10 tháng 5 đã thông báo triển khai lực lượng đặc nhiệm theo 3 hướng ở phía nam nước này nhằm đối phó với Ukraine tập trung lực lượng gần đó. Cơ quan này khi đó cũng đã tuyên bố an ninh của Belarus ngày càng bị đe dọa khi mà Hoa Kỳ cùng đồng minh tiếp tục hiện diện ở chung quanh biên giới. Căng thẳng giữa Ukraine và Belarus leo thang sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2. Lực lượng của Nga tiến công Ukraine từ nhiều hướng, trong đó từ lãnh thổ Belarus, làm dấy lên lo ngại quốc gia Đông Âu này có thể tham chiến. Belarus nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tham gia chiến dịch cùng nước Nga, song cảnh báo có thể tham chiến nếu bị tấn công. Tổng thống Belarus là Alexander Lukashenko ngày 5 tháng 5 nói rằng không nghĩ chiến dịch của Nga sẽ kéo dài như vậy, đồng thời chỉ trích NATO đã đổ lực lượng lớn, tiền bạc, vũ khí và vật dụng khí tài vào Ukraine nhằm làm suy yếu cho nước Nga. Thưa quý vị, Belarus thật sự nó là một cái nước được gọi là Bạch Nga. Nó cũng là một nước Nga, nhưng mà dân tộc thì nó khác nhau. Nhưng mà cái vốn gốc của nó cũng là Nga. Thành thử ra giữa Belarus và Nga nó có một cái quan hệ sâu xa. Và chính vì vậy mà Belarus lúc nào cũng đứng bên cạnh của Nga. Cho nên cái vụ chiến tranh này, Belarus cũng là một phần chịu cái trách nhiệm, bởi vì lãnh thổ của Belarus trở thành một cái mũi tấn công nặng vào Ukraine do nước Nga đi mượn được. Trở về với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, tiếp đến là một bản tin mà có lẽ rất là quan trọng cho quý vị, là một kinh nghiệm để nếu quý vị mà có đi du lịch ở trong mùa hè này, nhất là sẽ đến những khu vực giống như là ở Yosemite hay là cái khu vực của Arizona chẳng hạn, đến Red Rock đi chơi, thì mình phải chuẩn bị tinh thần. Tại vì có một cặp vợ chồng ở Wisconsin đã sống sót khi có một con gấu lao qua cửa sổ và tấn công họ. Lúc này nếu bị gấu tấn công thì mình sẽ làm sao nha. Một cặp vợ chồng đã bị một con gấu tấn công ở ngay phía bắc Wisconsin vào ngày thứ sáu, sau khi con gấu này phá cửa sổ của họ luôn. May mắn là cặp vợ chồng này chỉ bị thương chứ không có gì mà ảnh hưởng đến mạng sống của họ, và các con của họ lúc đó đang ngủ ở trên phòng thì hoàn toàn
an toàn. Hai vợ chồng này đầu tiên nhìn thấy con gấu ở bên ngoài khu vườn ngôi nhà của họ và đang ăn đồ ăn trong một cái khay mà họ để đồ ăn cho chim. Và sau đó thì người chồng mới mở cửa sổ bếp lên và sau đó thì hét lớn để cho con gấu nó đi. Nhưng mà không hiểu tại sao con gấu lại không hề sợ mà nó lại nhào tới cửa sổ, đập phá luôn cái cửa kính lúc đó ngay chỗ bếp, sau đó lao thẳng vào nhà và đánh nhau với hai vợ chồng này. Và hai vợ chồng cố gắng coi như là vật lộn luôn để mà có thể cố gắng thoát khỏi con gấu. Có những lúc họ còn dùng cả dao đâm bờ dao làm bếp để mà có thể đâm vào con gấu này, nhưng mà vẫn không có làm cho nó gọi là suy sụp được. Cuối cùng người chồng đã dùng súng và bắn chết con gấu. May mắn trong phút chốc thì cặp vợ chồng này thoát được và chỉ bị thương, sau đó được đưa đến bệnh viện và đã được ra viện rồi. Và lời khuyên dành cho chúng ta là khi mà một con gấu như vậy á, là nó có thể nó trở nên hung hãn, thường là nó rất là sợ con người, nó sẽ không tấn công chúng ta đâu. Nhưng mà có thể tại vì con gấu này người ta biết là nó đang có con, nó đang có một đàn con, có thể là vì bảo vệ con nó, hoặc là vì nguồn thức ăn nó đang bị thiếu, hoặc là có thể là vì nguyên nhân là nó đang bị kích động, là tại vì con gấu rất hiếm khi nào giận dữ. Và lời khuyên dành cho chúng ta là khi mà bắt gặp gấu như vậy đó, chúng ta phải ngay lập tức tìm đến một cái nơi ẩn nấp an toàn nhất và để cho con gấu này có một cái đường gọi là lối thoát dễ dàng để cho nó có thể gọi là chạy đi một cách an toàn mà nó cảm thấy là mình không có bị ảnh hưởng gì cả. Rồi chúng ta phải dùng, có thể nếu được thì chạy ra xe, tin còi xe. Nếu mình đang ở trong rừng, đang camping thì dĩ nhiên cái xe của mình ở gần đó, cái xe RV của quý vị đâu gần đó thì mình phải tin còi thật là lớn, hoặc là dùng son nồi đập vào nhau để chúng tạo những tiếng động thật to thì con gấu sẽ bỏ đi, chứ đừng làm cho nó trở nên hung hãn. Và thật sự là con gấu rất ít khi nào hung hãn như vậy. Và người ta đã lấy xác của con gấu mà đã bị bắn chết đem đến phòng thí nghiệm để mà xét nghiệm xem điều gì đã làm cho con gấu trở nên hung hãn như vậy và tìm xem thử những cái vết đạn đã bắn lên nó. Dạ, quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thêm. Thưa cô, là mình thiếu xăng nhưng mà súc vật thì nó thiếu đồ ăn, chuyện đó cũng bình thường trong cái lúc lạm phát thôi. Thưa với quý vị, một vị tướng của Hoa Kỳ đã cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn cầu. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng của Liên quân Hoa Kỳ là Max Miller ngày 21 tháng 5 đã cảnh báo về nguy cơ xung đột toàn cầu và những thay đổi công nghệ vũ khí. Thế giới mà quý vị chuẩn bị đối mặt có khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn giữa các cường quốc. Nguy cơ đó đang ngày càng tăng lên chứ không giảm. Tướng Miller đã phát biểu trước các thiếu sinh quân tốt nghiệp Học viện Quân sự của Hoa Kỳ là tại West Point, New York. Hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với hai cường quốc toàn cầu, Trung Quốc và Nga. Mỗi cường quốc đều có những năng lực quân sự đáng kể và cả hai đều có ý định thay đổi trật tự hiện tại dựa trên luật pháp. Ông nói thêm, cũng theo quan chức này, công nghệ vũ khí sẽ thay đổi đáng kể trong những thập niên tới và công nghệ sẽ không còn là lợi thế hiển nhiên của Hoa Kỳ như trước đây nữa. Quý vị sẽ chiến đấu với xe tăng, tàu bò, máy bay robot. Chúng ta đã chứng kiến một cuộc cách mạng về vũ khí sát thương và vũ khí chính xác. Điều mà trước kia là độc quyền của quân sự Hoa Kỳ thì giờ đây hầu hết các quốc gia đều có và họ có thể sở hữu chúng. Trí tuệ nhân tạo là AI là mấu chốt của bước thay đổi sâu sắc. Ông nhấn mạnh những ưu thế vượt trội của Hoa Kỳ đã đạt được những mặt quân sự trong suốt 70 năm qua nhanh chóng sẽ biến mất. Và trên thực tế, Hoa Kỳ sẽ bị thách thức trong mọi lĩnh vực chiến tranh, từ không gian vũ trụ đến không gian mạng, hàng hải và cả trên bộ. Ông phát biểu, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Hoa Kỳ, các đồng minh Tây Phương đang leo thang chiến dịch quân sự tại Moscow, phát động tại Ukraine. Lấy xung đột Ukraine làm ví dụ, ông Miller đã cho biết chiến tranh tương lai sẽ rất phức tạp với những đối thủ khó khăn và chiến tranh đó đòi hỏi vũ khí chính xác và quan trọng, đặc biệt là công nghệ cần phải tiên tiến. Đó là những gì mà ông đã huấn thị cho những sinh viên ở tại West Point ra trường với những công việc cũng sẽ là quân sự tiếp đến. Trở lại với cô Mỹ Linh.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Thưa quý vị, một bản tin tiếp theo liên quan đến một người phụ nữ đã được tìm thấy la hét trong một căn nhà bỏ hoang ở khu vực Southside của Chicago. Một người phụ nữ đã được tìm thấy ở ngay góc đường số 119 và góc đường Eagleton vào ngày thứ Bảy, khi mà có một người sống ở gần khu vực này, có thể nói là hàng xóm của căn nhà bỏ hoang này, đi ngang qua nhà thì nghe tiếng la hét cầu cứu của một người phụ nữ. Sau đó thì anh ta hỏi rằng, ô, cô có ở trong đó với ai hay không? Và hỏi một vài câu khác nữa rồi gọi cho cảnh sát. Khi mà 911 tới thì đã cứu được người phụ nữ này, và người này đang bị xích và tay thì đang bị còng. Sau đó người đàn ông này đã là livestream ở trên Facebook của mình để kể vào cái sự việc này vào ngày thứ Bảy. Ở trong video, ở trong một cuộc họp báo thì cảnh sát nói là người phụ nữ này đã bị xích ở trong một tầng hầm và của căn nhà bỏ hoang. Cô là qua một cái camera giám sát trong cái gần ở trên khu vực này thì cảnh sát đã nhìn thấy người phụ nữ này đã xuất hiện ở đây vài lần rồi, và cô là một người vô gia cư, và cảnh sát sẽ cố gắng nhanh chóng để mà tìm kiếm được cái kẻ nào là thủ phạm đã bắt nhốt cô. Cô là người vô gia cư đã 36 tuổi và may mắn là cô đang ở trong tình trạng ổn định, không có bị nguy hiểm gì. Nhưng mà cảnh sát sẽ nhanh chóng để cố gắng tìm cho ra ai là thủ phạm đã bắt nhốt cô gái như vậy. Vì cô là người vô gia cư, và dĩ nhiên trong lúc tối vậy cô cũng không có tưởng tượng được và cũng không có biết ai là cái người bắt mình. Nhưng mà cảnh sát có thể phải hỏi thêm rất là nhiều để cô có một cái sự mô tả nào đó để giúp cho cảnh sát có thể tìm ra hung thủ. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Kính chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật bình an, nhiều niềm vui, ăn cơm tối thật là ngon cùng với gia đình của mình. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ, chào anh. Cảm ơn cô Mỹ Linh cùng tất cả quý vị. Xin được kính chúc quý vị có được những ngày tháng yên vui, hạnh phúc.